Nếu bạn đang cần một chiếc máy lạnh có nhiều tính năng tiện lợi, đặc biệt là chế độ tự vệ sinh qua 3 bước, ngăn không cho vi khuẩn, nấm mốc hoành hành mà lại còn tiết kiệm thời gian và chi phí, thì máy lạnh Aqua này chính là sự lựa chọn thích hợp dành cho bạn. Hi, xin chào các bạn. Trong những ngày nóng oi bức, đặc biệt là trong những ngày hè, thì nhiệt độ có khi lên đến 35, 37, thậm chí là 40 độ C. Thì những lúc này các thiết bị làm mát không khí đóng vai trò rất quan trọng và cần thiết đúng không? Điển hình như là máy lạnh nè. Nhưng mà trong vô vàn những mẫu mã kích thước khác nhau trên thị trường, thì các bạn biết chọn máy lạnh nào đây? Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc máy lạnh đến từ thương hiệu Aqua, có mã sản phẩm là AQUAKCRV10TR để xem có phù hợp với nhu cầu các bạn không nha. Chiếc máy lạnh Aqua này có công suất là 1 ngựa 9200 BTU, nhỉnh hơn các loại máy 1 ngựa 9000 BTU một chút, vì thế nên sẽ làm mát tốt ở diện tích 15m2. Còn nếu như mà bạn cần làm mát ở một không gian lớn hơn, thì chúng ta còn có một lựa chọn khác, đó là máy có công suất 1 ngựa rưỡi. Về thiết kế cùng tính năng bên trong thì cả hai máy đều tương đồng nhau, chỉ khác nhau về công suất. Mời các bạn xem trên màn hình nha. Tương tự như đa số các máy lạnh hiện nay, máy lạnh có màu trắng bóng, thiết kế bo tròn phần mặt trước, thương hiệu Aqua ở trung tâm. Hai bên góc dưới là công nghệ inverter và cụm đèn báo, màn hình hiển thị. Mình thì rất là ưng mắt cái kiểu thiết kế này, tại vì nó mang lại cảm giác khá là bóng bẩy và có pha một chút hiện đại. Còn đây là chiếc remote điều khiển chiếc máy lạnh nè các bạn. Nhìn thì khá là nhỏ gọn ha, và rất là vừa tay. Nhưng mà kéo theo đó màn hình hiển thị nó cũng nhỏ luôn, hơi khó cho chúng ta quan sát ha. Bên phải màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ, còn bên trái là tốc độ gió và cánh đảo gió. Còn hai dãy ngang dưới và trên sẽ hiển thị các chế độ khi chúng ta kích hoạt. Bây giờ mình sẽ bấm thay đổi nhiệt độ thử cho các bạn xem nha. Đó, con số 20 đang được hiển thị như thế này sẽ cho mình biết nhiệt độ đang hoạt động của máy lạnh. Tùy ý của mình thì các bạn có thể chỉnh từ 16 đến 30 độ C. Mỗi lần bấm nút sẽ tăng hoặc là giảm 1 độ. Kế đó là ba đèn báo theo thứ tự, chế độ hoạt động, chế độ hẹn giờ và đèn nguồn. Nếu như mà các bạn muốn tắt cái đèn báo này và cả màn hình hiển thị á, thì bấm vào nút Like ở hàng dưới cùng này. Cái này thích hợp sử dụng vào những buổi đêm để tránh gây khó chịu lúc mà các bạn ngủ. Dưới cái đèn báo là cánh đảo gió. Cánh đảo gió này thì có thể hướng lên trời để giúp gió ra không thổi trực tiếp vào người và còn có thể làm mát đều khắp căn phòng nữa. Bằng remote thì mình có thể chỉnh cánh đảo gió lên xuống tự động, nhưng mà nếu bạn muốn chỉnh hướng gió trái hay là phải thì phải chỉnh bằng tay các cánh đảo gió nhỏ ở bên trong. Đầu tiên mình sẽ nói về tính năng làm lạnh nhanh turbo. Chắc hẳn là các bạn ai cũng ngán ngẩm cái cảnh là chúng ta đi bên ngoài trời nóng bức, vừa về tới nhà là lo bật máy lạnh. Thế nhưng phải chờ cái anh máy lạnh này anh đề ba. Trời ơi, cảm tưởng lâu như một thế kỷ luôn đúng không? Nhưng với chiếc máy lạnh Aqua này, mình chỉ cần bấm nút turbo trên remote để kích hoạt tính năng làm lạnh nhanh turbo. Máy lạnh sẽ hoạt động công suất cao và giảm nhiệt độ ngay lập tức 1,5 độ C chỉ trong có 3 phút, cho chúng ta một không khí mát mẻ nhanh chóng luôn. Bên cạnh đó, máy lạnh Aqua cũng đi kèm với các chế độ làm lạnh riêng biệt như là chế độ im lặng Quiet, chế độ cho giấc ngủ Sleep và chế độ gió thông minh Extra Function. Chế độ Quiet ở chung nút với turbo trên remote, nên là các bạn nhấn 2 lần để kích hoạt chế độ này, máy lạnh sẽ tự điều chỉnh độ gió sao cho tạo cảm giác yên ắng nhất, giúp mình tập trung hơn trong công việc hay là học tập. Với chế độ cho giấc ngủ, nhiệt độ được điều chỉnh tự động, tạo cảm giác thoải mái để đảm bảo cho giấc ngủ của các bạn. Các đèn trên máy cũng tắt để tránh gây mất tập trung khi các bạn ngủ. Còn khi mà chúng ta bật chế độ gió thông minh thì sẽ có hai lựa chọn. Một là cánh đảo gió sẽ hướng gió lên trên, hai là sẽ hướng xuống dưới. Lợi ích của việc này là tránh cho việc gió thổi trực tiếp vào người của mình gây khô da, ảnh hưởng đến sức khỏe. Với nhiều chế độ hiện đại như vậy thì mình đoán rằng các bạn đang nghĩ là nó có hại điện hay không đúng không? Ê, nhưng mà các bạn đừng lo, đã có công nghệ BID Inverter của chiếc máy lạnh Aqua này đảm đương việc đó. BID Inverter không chỉ giúp máy lạnh tiết kiệm điện lên đến 63% mà còn giúp máy vận hành êm ái nữa. Tiếp theo là một thứ liên quan đến khả năng chống chịu của máy lạnh, đó chính là lớp phủ chống ăn mòn Bluefin, có tác dụng chống ăn mòn, bụi bẩn và tăng khả năng trao đổi nhiệt, giúp kéo dài tuổi thọ cho máy. Bên ngoài đã được bảo vệ như vậy thì bên trong cũng không kém cạnh. Chức năng tự làm sạch Self Clean sẽ giúp chúng ta làm việc đó. Bạn chỉ cần kích hoạt chế độ Aqua Fresh, máy sẽ tự động thực hiện theo 3 bước: 1. Dàn lạnh ngưng hoạt động và tự đóng băng; 2. Quạt hoạt động lại để rã băng và cuốn trôi bụi bẩn, vi khuẩn, nấm mốc v.v.; 3. Quạt sẽ tiếp tục hoạt động để hong khô dàn lạnh hoàn toàn, hạn chế vi khuẩn và nấm mốc. Tự làm sạch Self Clean là cơ chế tự làm sạch của máy lạnh Aqua, giúp làm sạch bụi bẩn, tiêu diệt vi khuẩn bên trong dàn lạnh, giúp không khí trong lành hơn. Nếu như các bạn đang ở căn hộ chung cư hay là phòng có diện tích vừa và nhỏ, lại còn hay bận rộn không có thời gian vệ sinh máy lạnh và muốn tiết kiệm chi phí, thì rõ ràng chiếc máy lạnh Aqua này rất đáng để các bạn cân nhắc. Tại vì ngoài chế độ tự động vệ sinh thì nó còn có thêm công nghệ tiết kiệm điện, lại còn phủ thêm lớp Bluefin bảo vệ nữa.
Không biết các bạn thì sao chứ mình thấy rất là ưng bụng rồi á. Phần giá của máy lạnh này mình để phần mô tả, các bạn kéo xuống coi nha. Đến đây thì video xin phép khép lại. Nếu như các bạn thích, cho Điện Máy Xanh một like và một subscribe ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.